Dạ con không cha có không mẹ nhưng mà con có hoài. Dạ buồn. Dạ con muốn cảm ơn ngoại đã nuôi lớn con. Bà cho con biết là bà tên gì và bà bao nhiêu tuổi ạ? Nguyễn Thị Lan, sinh 43 con. Nhà này là nhà của mình hay? Nhà của mình. Ở đây còn nhỏ rớt à. Chính quyền cất cho bà hay sao? Chính quyền cho tiền mà cất. Bình thường là bà ở chung với ai? Ở chung bé đó. Không ở ai á, ở bé đó. Nói tuổi dần đó, 13 tuổi rồi. Ở ngoài Thị Nị, trong giấy Ngọc My. Bé là có mối quan hệ gì với bà? Không, người dưng à con ơi. Người ta bỏ mình luôn mà. Ai tới đâu cũng biết ai con nó người dưng đó, nó như ruột thịt rồi. Nuôi từ hồi có tháng rưỡi tới giờ con. Cháu là người dưng mà sao lại ở chung với bà? Tại vì ta mướn bà nuôi. Bà đi bắt cá còng lậu lưới, tao nướng nuôi nó, bà lậu chi cực cực vậy. Ở nhà con trả bà ngày 50. Trả ngày 50 rồi nuôi được tháng mấy hai tháng rồi. Đi nó mất mẻ chứ. Bà bỏ ai giờ? Tao kệ nuôi luôn. Nghĩ nuôi thôi, thương nuôi thôi à. Không suy nghĩ bỏ nó gì hết. Lúc đó là gia đình mình có khó khăn không bà? Khổ lắm. Bà lậu bắt cá tối ngày xong mà. Bà vừa đi làm vừa trông cháu luôn. Đi làm con nói ra hoàn cảnh. Bà đi bắt cá lăn cái võng bỏ nó võng á. Lậu đã đời về nó nằm võng miệng mồm của quê không có sữa sùng. Trời gì thấy đứt ruột luôn á con. Vì có tiền thì mua sữa còn có quậy miếng cơm cho nó uống đi dầu. Chứ bà lậu có đâu không đủ ăn con. Bữa có bữa không mà trời khiến nó sống đó con. Bà sinh hoạt hàng ngày thì sao? Hồi chưa có hả thì ở số mở cho chút tỉnh tiền gạo rồi khiên 150 rồi để dành ăn. Cực khổ lắm con ơi. Xong tới tuổi bé đi học thì bà cho bé đi học. Bà lấy gì cho đi học? Trễ 2 năm đó. Giấy sinh đâu học. Lên trên phường cô đó, cô gì nị? Cô Dựa. Cô Dựa gì đó. Mà giấy sinh đó nó đó. Lên trên quân cảnh tư pháp chờ 2 năm trời mới làm được nó đó con. Nó không cho làm. Nó sợ con bà bắt nít. Nó nói bà không có bắt đâu chờ bà bắt làm chi con. Rồi bé đi học về xong bé phụ giúp cho bà. Về cơm nước nó nấu ăn, nó dọn ăn vậy thôi. Hai đầu gấu bà đau lắm, đi không có được. Đứng phải có người kéo, đứng dậy mới được. Đầu đá rồi có nó đó, nó kéo đứng dậy. Là từ lúc đó tới bây giờ là cha mẹ của bé có liên lạc gì với mình không? Không. Đi đâu mất tiêu của giáo. Không biết còn hả, chết chị ke mà. Ví dụ một ngày á, có người tới nhận lại bé thì bà sẽ như thế nào? Không, để ở đây à, nhà để ở đây. Thương không hết mà cho gì con. Hồi qua có chú bên Mỹ á, chú hỏi giờ con ở đây à, con qua Mỹ. Nó nói con ở đây rồi con đi đâu ngoài, ngoài đừng cho con ngoài. Sao cho được con? Bà không có nghĩ là cho bé đi thì bé sẽ có cuộc sống tốt hơn? Không, không cho đi. Nó đi tội nghiệp lắm, nó nói thương lắm con ơi. Ngoại chết con ở đây à, con đốt nhang cho ngoại à, con đâu quá. Nuôi mà con biết nuôi hầu tháng giữ tới giờ biết nhiêu. Không bao giờ bà quánh bà la, không có phá ai trái cà trái ớt nữa con. Đưa tính đi đâu xa chắc bà nhớ lắm. Ừ, chịu không nổi. Đi chừng tiếng đồng hồ chịu không nổi con ơi. Giờ bà có một cái mong muốn hay ước mơ gì không bà? Ước mơ gì, bà biết gì đâu ước mơ con. Không biết gì hết à.
80 giờ còn gì nữa, nghĩ gì nữa con, giàu nghèo gì nữa, có ăn sống mỗi ngày qua ngày đó, không có nghĩ giàu nghèo gì nữa. Thấy bà mình đi bán vậy thì em có thương bà không? Dạ có, thương. Em học ở trường thì thành tích của em sao? Dạ xuất sắc. Khi mà mình đi học về thì mình có phụ giúp bà gì không? Dạ có, phụ quét nhà, lau nhà, rửa chén. Em học về ai sẽ hướng dẫn em học? Dạ em tự học luôn. Có nhờ bà chỉ không? Dạ có, mấy lần em có nhờ nhưng mà ngoại không biết. Lúc đó thì em sao? Dạ em khóc xong rồi em học. Có mấy lần con nói với ngoại đi học mà thấy có ba mẹ mà mấy bạn con không có. Con buồn lắm đúng không? Thì thường có ai đi học phụ huynh cho em? Không, đi học phụ huynh thì qua ngày hôm sau em tự lên lấy. Dạ, tất cả đều có ba mẹ đến học phụ huynh của em thôi cô. Dạ. Thì nếu như thế thì em phải như thế nào? Dạ, con không cha có không mẹ nhưng mà con có hoài. Có hoàn cảnh tốt hơn, có điều kiện có thể chăm con chị em tốt hơn thì tại sao em lại không đi theo một con? Tại vì em thích ở chung với ngoại thôi. Tại vì ở với ngoại lâu nên là quen. Đối với em thì ngoại là gì? Đối với em, ngoại là gia đình của em. Khi mà ngoại em bị đau, bị bệnh đó em, thì em nhìn ngoại đau đớn như vậy thì trong lòng em có suy nghĩ? Dạ em xót. Em thấy em thương ngoại lắm. Dạ em muốn là người chịu thay đau đớn thay ngoại. Nếu mà ngoại người này, ngoại mất đi rồi, cả căn nhà này rộng như vậy là chỉ có một mình em thôi. Dạ, con không biết. Em có sợ như này ngoại mất gì không? Em có. Em có điều gì mới nói với ngoại em không? Dạ, dạ là con yêu ngoại. Em muốn cảm ơn ngoại đã nuôi lớn con. Dẫu trong ta vẫn thường hay nhói lên những giấc mơ của ngày ta thiếu niên, thời thanh xuân đang vội vã trôi qua, có lẽ đâu ta đánh rơi. Em muốn có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc cho ngoại, có nhiều thật nhiều tiền để trị bệnh cho ngoại. Mọi mệt nhưng rồi bình minh sẽ lên thật đẹp, ngọc kiếm nơi đâu sẽ không tìm được nếu đã không chịu nhiều đớn đau. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn.